bắn cho cậu nha. Bắn qua phía cậu. Thảo em bay. Thảo em bay. Má thảo và lúc khi bay trong bản tơ. Em đây chẳng lấy cũng vừa. Em đây chẳng lấy cũng vừa. Đi đâu vội lắm anh ơi, dừng chân đứng lại em than đôi lời. Cái gương tàu một mình em chăm, cách đường xa lắm lắm chàng ơi. Lấy ai mà gửi tới nơi, gương này ta quét mọi người chơi chung. Em thả quét bức thư hoa, vong lên đôi chữ gửi ra cho chàng. Em với chàng công trình từ trước tới nay, đến bây giờ kể ngược người xuôi. Bắc Nam đôi ngã đôi người tình nha. Trong nhà có 8.000 hoa, thì đây với đây đã qua nhau rồi. Đây với đây là người khen chị ân ở thế nào cho thủy cho chung. Thuyền trài bãi lưới qua sông, chắc con nhà tử ân ở ra lòng bạc đen. Ở sao cho trọn nhời nguyện, rộng cho thâm duyên ca. Yêu cây thì nhớ đến hoa, xin chàng chớ ở ra ba bốn lòng. Đã chót rồi thì thôi, chàng nổi cái núi này thấp, chàng lại bảo cái núi kia cao. Thuận nguồn như gió lột vào như du, đêm qua rắc đèn đưa thư. Chàng đừng đi lại cho thư công trình, em ngồi một mình, em nghĩ một mình. Thảm thân em chẳng bạc tình với ai, em trách cành mai ai chim cú đầu. Em trách phượng hoàng làm tổ cho vơ, nhưng mà năm đợi đáng chờ. Hồi này rút chỉ lìa tơ tại chàng, chim lang kia ở chim lang. Công em mau hết vứt không với chàng, vứt không với chàng. Còn thời gian nữa thì Bình khuyên em gì với gia đình cho anh. Tuổi vừa 18 xuân tranh, cũng như cha mẹ bởi gì công con. Đắng cay ngậm quả bồ hòn, anh đi việc nước anh còn đi xa. Em đừng đi nửa xa gần, một năm 12 tháng một lần về chơi. Vợ chồng duyên số bởi trời, cho nên chẳng được đứng ngồi cùng nhau. Từ đây mà trở về sau anh đi giải phóng, biết đâu mà tìm. Thân anh như thể con chim, nay dừng mai tình em tìm làm sao. Thương em vần gái mát đào, duyên trời đã gắn em vào với anh. Đôi ta tuổi trẻ xuân tranh, cũng như cha mẹ vẫn tình không con. Đắng cay ngậm quả bồ hòn, anh đi việc nước anh còn đi xa. Em đừng nghĩ ngợi xa gần, một năm 12 tháng một lần về chơi. Vợ chồng duyên số bởi trời, cho nên chẳng được đứng ngồi cùng nhau. Từ đây mà trở về sau anh đi giải phóng. Vàng thì ném qua sông, vàng thời chẳng tiếc tiếc công với chàng. Hỏi hết cái câu này hết, lại một câu khác. Hỏi anh ở bên kia sông, có sang em bè cành hồng cho sang. Cành hồng lá dọc lá ngang, có phải nhân lại thời sang bên này. Dèo lên cái núi thiên tai, đấy ai nhắn gửi một bài đôi câu. Cái gương cầu một mình em chăm, cách đường xa lắm lắm chàng ơi. Đấy ai mà gửi tới nơi, nhân này ta quyết mọi người cho chung hết. Còn thời gian nữa thì Bình khuyên em giữ lấy gia đình cho anh. Tuổi vừa 18 xuân tranh, cũng như cha mẹ bởi thì không con. Đắng cay ngậm quả bồ hòn, anh đi việc nước anh còn đi xa. Em đừng nghĩ ngợi xa gần, một năm 12 tháng một lần về chơi. Vợ chồng duyên số bởi trời, cho nên chẳng được đứng ngồi cùng nhau. Từ đây mà trở về sau, anh đi giải phóng biết đâu mà tìm. Thân anh như thể con chim, nay dừng mai chỉ em tìm làm sao. Thương em phần gái má đào, duyên trời đã gắn em vào với anh. Đôi ta tuổi trẻ xuân tranh, cũng như cha mẹ mới gì không con. Đăng ký cái này hả rồi. Hỏi anh đi